Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của MiG Germany. Hôm nay mình lại đi dạo cùng con Kỳ ở ngoài đồng. Bên mình hôm nay âm 3 độ C, nhưng mà trời nắng và không có gió cho nên đi dạo rất là thích. Trong video hôm nay thì mình sẽ trả lời 2 câu hỏi của các bạn đã để lại bình luận trong thời gian qua. Đó là câu hỏi sống ở Đức có dễ không? Và thu nhập ở Đức thì như thế nào? Một tháng được khoảng bao nhiêu tiền? Thì mình sẽ cùng đi dạo và mình sẽ trả lời câu hỏi các bạn ha. Trên bầu trời xa xa kia là chiếc máy bay quân sự đang tập luyện đó mọi người. Thì ở khu vực này máy bay quân sự tập luyện một tuần khoảng 3-4 lần gì đó. Trước tiên thì mình xin trả lời câu hỏi là cuộc sống ở Đức có dễ chịu hay không? Thì theo như cá nhân mình thấy cuộc sống ở Đức rất là dễ chịu. Nếu như bạn muốn có một cuộc sống bình thường, không bon chen, không làm giàu, bởi vì muốn làm giàu ở Đức á, thì mình nghĩ rất là khó. Ở Đức có rất là nhiều luật lệ rất là chặt chẽ cho nên để làm giàu như là ở Việt Nam mình nghĩ là hơi khó. Ở Việt Nam nếu như bạn thích bạn có thể là mở ra một cái cửa hàng hoặc là bạn có thể buôn bán cái gì đó mà bạn không cần đăng ký kinh doanh bạn cũng có thể làm được. Còn ở Đức thì rất là khó, cái gì cũng phải đăng ký, cái gì cũng phải đóng thuế, cái gì cũng phải theo tiêu chuẩn rồi theo quy định này quy định kia cho nên rất là khó để làm giàu. Còn nếu như mà bạn muốn sống một cuộc sống giản dị bình thường thì chỉ cần là đi làm công nhân, đi làm thuê, bạn cũng có một cuộc sống rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Nếu như mà bạn sống ở Đức và đi làm công nhân mà bạn không phải lo cho gia đình ở Việt Nam, mình nói ở đây bởi vì mình biết là có rất là nhiều các anh chị em sống ở Đức nhưng mà vẫn phải lo cho gia đình ở Việt Nam rất là nhiều. Thì các anh chị em đó phải để dành tiền và phải lo cho gia đình mỗi tháng. Còn nếu như ai không phải lo cho gia đình ở Việt Nam thì có cuộc sống rất là thoải mái. Ở Đức đi làm thì bình thường làm ngày 8 tiếng và trong tuần thì làm 5 ngày, cuối tuần thì được nghỉ. Cho nên là cuối tuần thì cái thời gian đó là thời gian dành cho gia đình. Vì vậy mà cuộc sống cũng rất là dễ chịu. Cuối tuần thì cả nhà có thể là cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau nấu nướng, hoặc là đi chơi đâu trong ngày, hoặc là gặp gỡ bạn bè. Nói chung là mình thấy là cuộc sống cũng khá là thoải mái. Ở Đức an sinh xã hội thì cực kỳ tốt cho nên là hầu như là người dân họ không có phải lo nghĩ, chẳng hạn như là họ không lo khi mà bị bệnh thì đi vào bệnh viện là đã có bảo hiểm thanh toán hết tiền. Rồi nếu như là trong trường hợp mà thất nghiệp thì là sẽ được trợ cấp thất nghiệp trong vòng 1 năm. Hoặc là khi mà đi làm mà lương quá thấp đó thì lại được nhà nước hỗ trợ cái tiền gọi là tiền Wohngeld, tức là tiền để sống đó, hàng tháng. Người ta sẽ xem xét cái mức thu nhập bao nhiêu và nếu như là quá thấp và không đủ chi tiêu trong gia đình đó, thì sẽ được hỗ trợ hàng tháng cái tiền đó. Rồi nếu như ai không đi làm thì chính phủ vẫn trợ cấp tiền hàng tháng và thuê nhà cho người đó ở, trợ cấp tiền ăn hàng tháng. Cho nên là ở Đức thì người ta không có lo là sẽ bị đói hoặc là không có nhà để ở. Và cái nữa là ở Đức mua nhà rất là dễ. Khi mà bạn đi làm công nhân bạn cũng có thể mua được nhà. Bởi vì ở Đức lãi suất ngân hàng đó cho vay để mà mua nhà rất là thấp. Như hiện tại bây giờ là lãi suất chỉ có 1% một năm thôi. Cho nên nếu như mà bạn đi làm công nhân và với thu nhập đều đặn thì ngân hàng họ sẽ cho bạn vay để mua nhà rất là dễ. Bạn chỉ cần là để dành một cái khoản nhỏ ban đầu thôi, ví dụ như là 20-30 ngàn euro. Rồi sau đó bạn đến ngân hàng, bạn vay tiền, bạn mua nhà. Rồi sau đó thì bạn trả lãi suất hàng tháng và trả tiền gốc mỗi tháng một ít. Đó thì người ta cũng quy định là mình trả trong bao nhiêu năm đó. Với lãi suất thấp như hiện nay thì khi mà mình đi mua nhà, mình vay ngân hàng và mình trả lãi suất ngân hàng thì tính ra rẻ hơn là cái tiền mà mình đi thuê nhà hàng tháng. Sinh con ở Đức thì được chính phủ trợ cấp tiền nuôi con hàng tháng. Mỗi một tháng là một em là được 204 euro. Cho nên là cha mẹ cũng không có lo lắng nhiều khi mà sinh con. Cho nên cuộc sống cũng khá là thoải mái. Và khi mà các con đi học thì được hoàn toàn miễn phí. Khi mà học mẫu giáo thì là cha mẹ phải đóng tiền phí hàng tháng. Còn khi mà bắt đầu vào lớp 1 thì là coi như là hoàn toàn miễn phí. Cha mẹ chỉ phải trả tiền mua vở, mua bút đầu năm thôi. Còn lại thì là không phải lo tiền học phí. Vừa rồi là mình nói về những cái điều mà làm cho cuộc sống ở Đức khá là dễ chịu. Nếu như mà bạn siêng năng, bạn đi làm và bạn muốn có một cuộc sống bình thường, không có muốn quá cao sang thì cuộc sống rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Tiếp theo thì mình xin trả lời câu hỏi về thu nhập ở Đức. Thì mức thu nhập ở Đức có rất là nhiều mức khác nhau. Đó là cái mức lương trước thuế, còn sau thuế đó thì lại không có khác nhau quá nhiều, bởi vì ở Đức thì chính phủ đánh thuế vào thu nhập là người nào thu nhập càng cao thì phải đóng thuế càng nhiều, và người nào độc thân thì phải đóng thuế nhiều hơn người có gia đình, người nào có con thì lại đóng thuế ít hơn những người chưa có con. Đó, giống như là chính phủ lấy của người thu nhập cao chia bớt cho người của thu nhập thấp vậy đó mọi người. Lương tối thiểu ở Đức hiện tại là 9,50 euro một giờ. Thì nếu như mà bạn đi làm 8 tiếng một ngày đó, tức là làm full time hoặc là tiếng Đức gọi là Vollzeit, thì là cái mức thu nhập đó là bạn phải đóng thuế. Thì đóng thuế thì nó có nhiều, có tới 5 bậc thuế, bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5. Thì tùy theo, nếu như bạn độc thân thì bạn đóng bậc thuế này, bạn có gia đình thì bạn đóng bậc thuế này, bạn có gia đình và bạn có con thì đóng bậc thuế này. Đó, thì người ta cứ dựa theo cái bậc thuế để người ta trừ thuế thu nhập của bạn. Thuế là không chỉ là thuế không, mà còn là các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm lương hưu. Nói chung là rất là nhiều khoản. Khi đi làm thuê thì có 3 kiểu làm thuê. Kiểu thứ nhất là bạn được phép kiếm mỗi tháng 450 euro. Thì kiểu này là không phải đóng thuế, tức là bạn làm giờ nào là bạn được trả tiền giờ đó. Nhưng kiểu này thì bạn lại không có quyền lợi gì sau này. Chẳng hạn như là bạn không có lương hưu. Khi mà thất nghiệp thì bạn không được lãnh tiền thất nghiệp. Khi mà bệnh thì bạn lại không được trả tiền những cái ngày bệnh đó. Và kiểu thứ hai là kiểu tất cả những cái số tiền mà quá 450 euro một tháng thì bạn phải đăng ký gọi là Teilzeit, tức là part time đó mọi người. Thì kiểu này là phải đóng thuế nhưng mà đóng không có nhiều. Còn kiểu thứ ba là hợp đồng lao động 8 tiếng một ngày, thì kiểu này là Vollzeit. Kiểu này thì trừ thuế và các loại bảo hiểm thì khoảng là từ 20% cho đến 45%, tùy theo bạn đang ở cái bậc thuế nào và bạn kiếm bao nhiêu tiền một tháng, thì chính phủ dựa vào cái bậc thuế và cái mức lương của bạn để đánh thuế và các loại bảo hiểm khác. Mức lương của công nhân hiện tại mà đi làm 8 tiếng một ngày thì được khoảng là từ 2.000 đến 4.000 euro một tháng. Đó là mức lương trước thuế, mức lương chưa đóng thuế. Mức lương 4.000 euro một tháng thì cũng khá là hiếm, mà đa số là từ 2.000 đến 3.000 euro một tháng. Khi mà nếu như bạn đi làm mà theo 450 euro một tháng mà làm mà dạng không đóng thuế thì lại được trả thấp hơn, bởi vì người chủ họ biết là sau đó mình không phải đóng thuế, cho nên họ trả, có nơi thì họ trả cái mức lương tối thiểu là 9,50 euro và cao lắm thì được khoảng 15 euro, đó là cái mức lương cao. Còn như mà đi làm mà còn phải đóng thuế đó thì người chủ thường là người ta trả cho mình cao hơn bình thường, bởi vì người ta biết là sau đó là mình còn bị trừ thuế nữa. Video hôm nay mình lại chia sẻ thêm một chút về cuộc sống ở Đức và trả lời câu hỏi của các bạn đặt ra. Mình chỉ chia sẻ những cái gì trong phạm vi mình biết thôi ha. Còn nếu như cái gì mà mình còn thiếu sót đó mà anh chị em nào biết thêm thì có thể là để lại bình luận ở dưới để cho các bạn khác tham khảo. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.